Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 17 tháng 5, trên tuyến đường DT609C, đoạn qua địa phận xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe ben, khiến hai người bị thương nặng. Vào thời điểm trên, xe ô tô tải do tài xế Lê Trung Bảo, sinh năm 1993, trú tại xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, điều khiển hướng từ xã Đại Minh đi xã Đại Phong. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với ô tô tải do tài xế Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1989, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Sau cú đâm trực diện, phần đầu hai xe tải biến dạng, cả hai tài xế bị thương nặng và bị mắc kẹt trong cabin. Người dân địa phương đã cố gắng đưa hai tài xế ra ngoài nhưng bất lực. Sau đó, lực lượng chức năng đã điều động xe cẩu, xe múc và một số phương tiện đến giải cứu hai tài xế. Lúc này, lực lượng y tế cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sơ cứu, băng bó vết thương và truyền thuốc giảm đau cho các nạn nhân. Gần một giờ sau, tài xế Trường đã được cứu đưa ra ngoài, được xe cấp cứu trở tới bệnh viện điều trị. Trong khi đó, việc giải cứu tài xế Bảo gặp rất nhiều khó khăn. Phần đầu của anh bị chấn thương, gây chảy máu nhiều, trong khi đó hai chân bị dính chặt, không thể cựa quậy. Lực lượng y tế đã hai lần thay băng, truyền thuốc giảm đau và truyền nước để anh Bảo duy trì sức khỏe. Lực lượng cứu hộ đã phải kéo lùi chiếc xe tải của anh Bảo khỏi dính chặt đầu xe anh Trường, rồi đưa xe cẩu, xe múc và dùng xà beng phá dốc cabin để đưa anh ra ngoài. Do trời mưa lớn, anh Bảo bị thương nặng nên việc giải cứu diễn ra hết sức phức tạp. Những tiếng kêu la đau đớn của anh Bảo khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Làm sao để chạy đua với thời gian, sớm đưa nạn nhân ra ngoài mà không làm cho nạn nhân bị thương nặng hơn là nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng cứu hộ. Cuối cùng, sau hơn 1,5 giờ, kể từ khi tai nạn xảy ra, anh Bảo đã được đưa ra khỏi cabin xe. Tại hiện trường, có hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi lực lượng chức năng giải cứu hai tài xế khi đưa được tài xế Bảo ra ngoài. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sập lò chợ khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Mới đây, thì Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã có thông báo chủ trương cho thôi chức vụ với Giám đốc Công ty Than Quang Hanh TKV. Theo đó, trong năm 2023, Công ty Than Quang Hanh TKV đã để xảy ra 2 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm tử vong 2 người và một sự cố lao động nghiêm trọng. Cuối tháng 12 năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã có văn bản phê bình và yêu cầu ông Nguyễn Tất Dũng, Giám đốc Công ty Than Quang Hanh rút kinh nghiệm sâu sắc trong quản lý. Tuy nhiên, chỉ 5 tháng sau, tại công ty này lại để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, làm tử vong 3 người, 1 người bị thương. Việc công ty để liên tiếp xảy ra tai nạn lao động chết người vượt tần suất là vi phạm quy chế quản lý an toàn vệ sinh lao động và quy chế cán bộ của TKV. Do đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cho thôi chức vụ Giám đốc Công ty Than Quang Hanh TKV đối với ông Nguyễn Tất Dũng để bố trí chức vụ Phó trưởng ban của Tập đoàn. Trước mắt, ông Nguyễn Tất Dũng có trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo công ty tập trung khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn lao động ngày 13 tháng 5 cho đến khi TKV bổ nhiệm Giám đốc mới. Thưa quý vị, phá thai bằng thuốc tại nhà rất nguy hiểm vì có thể xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm tính mạng. Mới đây, thì một người phụ nữ 43 tuổi trú tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh suýt mất mạng vì uống thuốc phá thai tại nhà. Theo Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật điều trị cho người phụ nữ 43 tuổi trú tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, xử trí khối trưởng ngoài tử cung nguy kịch do tự uống thuốc phá thai tại nhà. Trước đó, người phụ nữ 43 tuổi này phát hiện mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, thay vì đến các cơ sở y tế để thăm khám, thì bệnh nhân tự mua và sử dụng thuốc phá thai tại nhà. Hậu quả là người phụ nữ này phải nhập viện cấp cứu do khối trưởng ngoài tử cung bị vỡ, chảy máu trong ổ bụng. Sau khi nhập viện, các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu xử trí khối trưởng ngoài tử cung. Ngoài ra, các bác sĩ đã xử trí lấy khoảng 1.100 ml máu cục lẫn máu loãng trong ổ bụng của người bệnh, kẹp cắt khối chửa đã vỡ ở vòi tử cung trái. Theo các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, thời điểm lúc nhập viện thì người bệnh mệt lả, mạch nhanh, huyết áp tụt, da xanh, bụng gò cứng. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định và đã được xuất viện. Chiều muộn ngày 16 tháng 5, phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án Kit Test Việt Á tiếp tục với phần tranh luận. Trước đó, trình bày quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của 11 bị cáo. Đáng chú ý, trong phần tranh luận vụ đại án Kit Test Việt Á, đại diện Viện Kiểm sát thay đổi quan điểm, đề nghị cho cựu cán bộ thuộc CDC tỉnh Bình Dương được miễn trách nhiệm hình sự.
Vụ án này, bị cáo Trần Thanh Phong, cựu phó phòng thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bình Dương, bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Dù được hưởng án treo nhưng cựu cán bộ CDC tỉnh Bình Dương vẫn kháng cáo, mong được miễn trách nhiệm hình sự. Ông Phong cho rằng bản thân chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, không hưởng lợi gì. Trước quan điểm tranh luận nêu trên, đại diện Viện Kiểm sát sau đó bất ngờ thay đổi quan điểm, đề nghị chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phong. Đây cũng là lần thứ hai cựu cán bộ CDC tỉnh Bình Dương được đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. Trước đó hồi tháng 1 tại phiên sơ thẩm, ông Phong từng được đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị miễn tội, nhưng tòa án đã tuyên 24 tháng tù cho hưởng án treo. Công ty Việt Á muốn tòa phúc thẩm buộc 80 đơn vị trả nợ cho mình vì mua kit test COVID-19 nhưng chưa trả tiền. Ngoài ra, công ty Việt Á còn kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm tuyên tịch thu hơn 630 tỷ đồng của công ty vì cho rằng thu lợi bất chính từ vi phạm đấu thầu là không có căn cứ. Công ty cũng kiến nghị được gỡ bỏ phong tỏa đối với một số tài khoản ngân hàng để lấy nguồn tiền phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các kháng cáo này đều bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bác bỏ. Thưa quý vị, thực tế hiện nay thì nhiều khu chung cư, nhà tập thể đang đối mặt với một loạt nguy cơ liên quan đến cháy nổ, tạo ra mối đe dọa đáng kể cho an toàn của cư dân sống trong các khu dân cư. Dù biết là nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn buộc phải sinh sống tại những chung cư tập thể cũ này mà đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Được cấp phép 7 tầng, nhưng tòa nhà chung cư mini nằm tại 71C, ngõ 236 Đại Từ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội này lại xây đến tầng thứ 8. Nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng và đặc biệt gần như không đạt bất cứ điều kiện nào về phòng cháy chữa cháy. Đây là nơi sinh sống của 40 căn hộ và gần 200 nhân khẩu. Về phòng cháy thì chưa có cái một cái gì cả. Tức nói về phòng cháy thì người dân thì thôi thì đã mua rồi thì phải ở thôi. Tức là không có không biết làm thế nào cả. Kêu thì cũng đến thế và tức là kêu thì cứ kêu thôi chứ còn cũng chả bối biết bố ví vào đâu cả. Còn đây là khu tập thể cũ nằm sâu trong ngõ 67 Vọng Hà, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm. Một khu tập thể cũ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ từ những năm 50 của thế kỷ trước, trải qua hơn 6 thập kỷ. Đến nay, phía hành lang được gia cố bằng ván ép qua thời gian dài sử dụng đã mòn vẹt đi khá nhiều. Xung quanh chằng chịt dây điện như thế này. Dù quá nguy hiểm, nhưng người dân sinh sống tại khu tập thể này vẫn chưa thể di dời. Cái nguy cơ cháy nó rất là nhiều, tại vì khu này nó cháy nhiều nhà lắm rồi. Nhưng cái nhà như này là cháy rất nhiều, cháy 8 cái rồi đấy. Cháy nhiều như thế mà lúc nào nói chung là sống ở cái nhà này là lúc nào cứ như là trên đống lửa. Nói chung là phường đến thì cũng mỗi nhà là cũng phải đóng ra 200 nghìn mua một cái bình. Nhà nào cũng phải có. Nói chung là phường người ta chỉ lo được đến thế thôi. Đợt này cháy nổ nhiều, nói thật nhé, đêm chúng tôi ngủ không yên, bất an. Lúc nào cứ trong đầu, nếu mà nó quên làm việc mệt mỏi, quên đi thì còn ngủ được chứ. Không ngủ được mà cứ nghĩ đến là chỉ sợ nhỡ nó cháy nổ mà không kịp ra, đêm thao thức mất ngủ luôn. Người ta yêu cầu là mỗi gia đình phải mua một cái bình nổ phòng cháy chữa cháy. Chứ còn nói thật chứ nó mà đã cháy rồi thì có mà bình đến cứu hỏa hay còn chả cứu được nữa là cái bình. Các chuyên gia quy hoạch kiến trúc đô thị cho rằng với việc quy hoạch thiếu đồng bộ, nhiều nhà tập thể cũ không kịp thời cải tạo và tiến hành di dời, trong khi chung cư cao tầng cùng lúc được mọc lên trong nội đô một cách vô tội vạ, dẫn tới mật độ dân cư tăng cao. Đây được xem là nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng nguy cơ cháy nổ trong các khu dân cư, gây quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị. Chỉ tiêu về phòng cháy chữa cháy, làm sao các công trình đó có đủ giãn cách, đủ an toàn, đủ hạ tầng để khi có tai nạn họa thì có thể là ứng cứu kịp thời, lấy cái tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy để chúng ta có thể có được cái mật độ xây dựng hợp lý, chúng ta có đường đi phù hợp để thoát nạn kịp thời. Từ cái việc mà đưa ra một cái chỉ số như vậy thì chúng ta có thể chữa chạy được cái yếu kém của việc phát triển đô thị một cách tùy tiện. Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần xem xét lại quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy ở những khu đô thị có độ nén về mật độ dân cư cao và khẩn trương điều chỉnh chính sách, tăng cường công cụ pháp lý chặt chẽ. Bên cạnh đó, cần đưa phòng cháy chữa cháy vào bảo hiểm. Từ đó, cơ quan bảo hiểm sẽ tham gia vào việc giám sát, đánh giá nguy cơ cháy nổ hoặc đề xuất các giải pháp phòng cháy chữa cháy hữu hiệu hơn.